5 thực phẩm giàu canxi bà bầu nên ăn ngay. Ở phụ nữ mang thai, canxi đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành nên xương, răng và đảm bảo cho sự phát triển của thai nhi. Trong suốt thai kỳ, nhu cầu canxi tăng lên. Khi thiếu hụt canxi, mẹ bầu thường bị tê chân, mệt mỏi, mất ngủ. Đến khi cho con bú, cơ thể mẹ suy yếu, hay đổ mồ hôi trộm, dễ bị đau lưng, mỏi vai, đau khớp. Dưới đây là 5 loại thực phẩm giúp mẹ bầu bổ sung canxi hiệu quả, ba mẹ tham khảo ngay nhé. 1. Sữa và các sản phẩm từ sữa. Sữa là nguồn canxi dồi dào nhất và dễ tiêu hóa nhất cho cơ thể. Bà bầu nên uống 2 đến 3 ly sữa mỗi ngày hoặc bổ sung bằng các sản phẩm từ sữa như phô mai, sữa chua. 2. Các loại rau xanh họ cải. Gồm các loại rau như rau cải bó xôi, rau cải ngọt, bông cải xanh, cải xoăn, cải thìa và rau muống. 3. Các loại hạt và đậu phộng. Các loại hạt như hạt hướng dương, hạt điều, hạt chia, hạt lanh và đậu phộng cũng chứa nhiều canxi và nên được bà bầu bổ sung vào chế độ ăn uống. 4. Các loại cá và hải sản. Gồm các loại cá như cá hồi, cá thu, cá ngừ, tôm, cua, sò điệp và hàu. 5. Trứng. Trứng là một nguồn canxi dồi dào và nên được bà bầu bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày. Bà bầu có thể ăn trứng chín, trứng chiên hoặc trứng luộc.